Rồi hai đứa lại có thời gian làm việc với nhau nhiều quá, rồi từ đó phát sinh tình cảm và quen nhau đúng không? Dạ không ạ, dạ không ạ. Em không hề thích trai bắt, giống như là bị cái nghiệp, không hề thích trai bắt luôn. Duyên cho mấy cái gì? Cái em nói, à, con lấy vợ cho mẹ. Ê, mày lấy vợ hả? Thế không? À thế hết. Thế là, à, vậy thôi cưới. Mẹ em cứ ngồi mẹ em cười em. Tại vì á, mẹ em thì tướng cũng bự, gì em cũng vậy luôn. Thế là hồi mà còn đi học á, em hay ghẹo hai người là mập. Cái mẹ em mới nói là rồi mày cứ để coi nè, mai mốt mày lấy vợ nè, vợ mày phải 70 kg, là y rằng 70 kg luôn. Rồi, xin chào hai em. Dạ, rồi. Xin chào anh Cúc Lận, xin chào chị Hồng Vân. Dạ, xin chào quý khán giả. Em là Hưng, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại thì em đang là chụp hình. Chụp hình mình là mình có studio hay dạ, là mình rồi. Có studio. Hiện tại thì em đang chuyên về mảng phóng sự cưới. Phóng sự cưới. Dạ. Rồi, mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Chào quý khán giả xem chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Phạm Hồ Thanh Hằng. Hiện em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và 30 tuổi bằng với chồng em luôn ạ. Chắc có lẽ là trước đây Hằng là người mẫu ảnh cho anh Hưng. Rồi sau đó anh Hưng có cơ hội làm việc nhiều quá. Rồi hai đứa lại có thời gian làm việc với nhau nhiều quá. Rồi từ đó phát sinh tình cảm và quen nhau đúng không? Dạ không ạ, dạ không ạ. Em nhớ cái năm đó là em cũng hơi buồn tình một chút. Xong rồi anh này ảnh là trong ban tổ chức của một cái chương trình thiện nguyện. Thì em được một chị bạn rủ đi cái chương trình đó. Thì mình lúc đó mình cũng hơi buồn tình. Xong rồi mình cũng ok, mình cũng thích đi thiện nguyện kết hợp với du lịch á. Thì mình đăng ký mình tham gia chương trình đó. Xong rồi trong cái chương trình đó thì mình gặp anh này. Em không hề thích trai bắt. Giống như là bị cái nghiệp, không hề thích trai bắt luôn. Cái duyên cho với cái nghiệp, cái duyên á. Về xong rồi cũng không có ấn tượng gì với cái anh này á. Anh này á được cái là ảnh về xong rồi ảnh ảnh cũng bắt đầu ổng từ từ ảnh nói chuyện, xong rồi cũng đi chơi với cái nhóm mà thiện nguyện đó. Đi chơi một vài lần. Xong rồi sau đó anh đó ảnh làm chụp hình, ảnh rủ mình đi chụp hình. Thấy anh cũng nhiệt tình. Mà lúc đó là cũng kiểu như cũng đang buồn tình á, mình cũng không nghĩ là mình sẽ tiếp theo là mình sẽ quen một ai đó. Em nhớ là tới khoảng chừng tháng 8 cho tới tháng 2 năm sau, xong rồi ảnh tỏ tình. Lúc đó mình cũng chưa đồng ý, nhưng mà kiểu như trong lòng mình cũng vừa muốn vừa không. Xong rồi đi chơi, nói chuyện dần dần rồi mới bắt đầu là quen nhau. Đổ gục hồi nào không hay đó. Dạ. Gục hồi nào không hay. Dạ. Đây là anh này đang chơi cái chiêu gọi là mưa dầm thấm lâu. À. Đó, còn em là bị ghét của nào trời trao của nấy. Là đúng như vậy không ơi? Đúng những gì mà ông bà mình và tạo hóa đã tạo nên. À, thực ra thì em ấn tượng với cô này là sau cái chuyến thiện nguyện á, là một cái cô gái khá là cá tính. Chính là có một chiều cao nó hơi nổi trội. Hồi đó là cả đoàn vào cái vườn nho ở Ninh Thuận á. Thì mọi người đều có thể đứng thẳng, riêng cô này là phải ôm cột đứng. Dạ. Hơi khom khom á hả? Dạ đúng rồi, khom khom. Kiểu như là tín hiệu vũ trụ gửi vậy đó. Em cảm giác là em thấy thích cô này. Em cảm giác là hình như là gặp cô này là hình như em có thể lấy làm vợ được. Không, ông thích ông ơi, chứ cảm giác gì nữa. Chết rồi, vợ mình đây rồi thì chết rồi. Kiểu vậy á, kiểu vậy á. Dạ. Hồi đó em đầu tiên là em phải kể từ hồi tụi em còn cấp 2, cấp 3 á. Là em rất là không thích mấy đứa con gái mà đùi to. Mà cuối cùng thì em ấn tượng về bạn này là đùi to. Dạ. Là hôn gặp nhau đấy. Ủa. Dạ đúng rồi. Như vậy là cũng là ghét của nào trời ghét trao của đó. Ghét của nào trời trao của nấy. Dạ. Đó là cả hai bên đều vậy luôn. Rồi bao lâu thì mới chính thức coi như là cưa đổ được cô gái này? Em xác định là chắc chắn là gục ngã rồi. Chẳng có cô nào mà em rủ đi đâu cũng đi hết á. Đi từ Đà Lạt, đi từ Phan Thiết, nói chung là em cứ rủ là đi. Kiểu như là mình em là một cái đứa mà rất là thích đi du lịch. Xong rồi gặp anh này thì cũng là rất thích đi du lịch. Xong rồi ảnh đi ảnh chụp hình cho mình. Rồi được cái mà ảnh nhiệt tình nữa. Tại vì lúc đó là ảnh ở quận 9, còn em thì ở nhà bè. Anh cứ đi từ quận 9, anh về nhà bè, anh đón em đi chơi. Xong rồi lại quay về nhà bè, trở về trả về nữa, về nhà. Xong rồi lại quay về quận 9. Thì mình thấy là anh này trời sao mà sao, ý là kiểu là sao mà có động lực dữ vậy? Chỉ có thích mình mới vậy thôi. Dạ. Có nghĩa là lúc đó là quen với anh này là lợi trăm đường đó. Không có thiệt, không có lỗ một miếng nào hết trơn. Một phát một là đổ luôn đúng không? Nhưng là cái phát đó là lúc nào? Em nhớ là hồi đó là Valentine. Có tặng một món quà. Nhân lúc đó thì em tỏ tình luôn. Gục không? Gục chắc hả? 30 giây gục ngay. Trời ngay và liền. Không đó. Nhưng mà ngay cái lúc đó là em vẫn 50-50 nha, kiểu như là em vẫn là 50-50, không có trả lời cho anh này là đồng ý hoàn toàn. Thế có nhận quà không? Dạ có. Nhận quà là gục rồi đấy. Rồi bao lâu thì hai đứa mới ra mắt gia đình của hai bên? Tụi em quen nhau được gần 3 năm. Xong rồi mẹ thì thấy lâu quá, với lại lúc đó là hai đứa 26 tuổi nha. Ông này thì ổng chắc ổng chưa muốn cưới, nhưng mà mẹ em thì cứ kêu là thôi hai đứa cưới luôn đi. Thì xong rồi sau đó là mẹ em kêu ông này vô nói chuyện. Nó chồng cãi khúc đó. Rồi sao?
tới nhà gặp mẹ vợ. Em bị bất ngờ, thì bình thường thì cứ quay lại chơi thôi, gọi là biết mặt nhau thôi, thì bỗng một ngày tự nhiên bác gái gọi vô. Lát ngồi bác nói chuyện nha. Là bác nói là rồi hai đứa tính sao? Thế bác thấy hai đứa quen lâu rồi. Thế đâu đó em cũng chưa xác định là cưới tại vì còn quá trẻ. Thôi để con về con hỏi ba mẹ con. Dạ chứ chưa dám trả lời. Cái thì về nói với mẹ, em nói với ba mẹ em. Bình thường thì mẹ em nói là phải 30 tuổi mới lấy vợ. Cái em nói con lấy vợ nha mẹ. Mày lấy vợ hả? Thế không? À thiệt. Thế là vậy thôi cưới. Mẹ em cứ ngồi mẹ em cười em. Tại vì mẹ em thì tướng cũng bự, gì em cũng vậy luôn. Thế là hồi mà còn đi học á, em hay ghẹo hai người là mập. Cái mẹ em mới nói là rồi mày cứ để coi nè, mai mốt mày lấy vợ nè, vợ mày phải 70 kg, là y rằng 70 kg luôn. Nhưng mà em lần đầu tiên về ra mắt của bên bạn trai thì em có cảm thấy hòa hợp không, hay là em có cảm giác gì đó nó sốc so với mình không? Tại vì em là người Nam, còn bên nhà chồng là người Bắc. Thì... mà quê ở đâu? Dạ. Hà Nội hay là dạ, ở đâu? Dạ, ở Nam Định, nhưng mà là thành phố Nam Định. Mẹ đó. Chồng em được cái rất là hiện đại luôn. Bà dễ thương lắm, bà rất là hiện đại. Nhưng mà chỉ có một cái là bà thẳng tính. Với lại mình khác nhau về văn hóa. Cơ bản là ở nhà ba mẹ em không có kêu bằng mày tao. Còn mình về bên đó cái mình... người Bắc thì người ta kêu mày tao thì là người ta thân thiết, người ta mới kêu như vậy. Mình cũng hơi sóc ngang á. Với lại... kêu em là mày hả? À? Dạ, xưng mày với tao. Thì lúc đó mình kia thế mày lấy cho u cái này ví dụ thế đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi mẹ thì nói hơi thẳng, nói sao mày con gái mà chân mày to thế, rồi sao mà mày sao chân tay sao mặt đẹp mà sao chân tay mày xấu thế. Nhưng mà kiểu như là lúc đầu thì mình không quen thôi, nhưng mà về sau á mình biết là tính bà nói như vậy nhưng mà không phải như vậy. Thì mà mình cũng quen dần đi, mình thích nghi được với cái văn hóa bên nhà chồng. Rồi bao lâu thì hai đứa mới cưới? Là chắc sau đó một năm. Sau một năm, ôi gì cũng nhanh mà. Anh nghĩ nên chắc chồng em có tật xấu gì đâu, đúng không? Nên là kể vợ trước đi. Nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Chồng em có một cái tật xấu đầu tiên là rất nhiệt tình. Khui tật xấu của mẹ ruột của ổng á. Với lại vợ. Rồi kể mà say mê. Kể mà... khí thế luôn á. Khí thế luôn. Mẹ chồng em nói hoài anh á. Nó con tao mà gì mà cứ hả? Tao sao là nó đi nó kể người ta hết trơn à. Rồi giờ không sao là ngồi kể mà còn dặm thêm vô cho nó. Mà có kể xấu vợ cho tao nghe không? Nhiều lắm anh. Em nói là hôm nay là coi như là em phải sắm một cái gì đó em đội lên đầu em trước nè. Rồi thêm một cái nữa là ổng lề mề lắm, kiểu lề như mề. Là kêu ổng cái gì á, ổng mà nói ổng lát ổng làm là sẽ ổng không làm. Quên. Lúc mà nhắc lại thì nó quên. Là đáng lẽ là mình kêu cái gì làm á thì làm liền cái đó đi, còn không là không có làm. Có một cái nữa là cái này là nằm trong cái tính xấu của em, nhưng mà tại vì do ổng nên em ghét, em cứ xấu vậy hoài. Mình là phải làm hết, tại vì nhà chỉ có hai vợ chồng đứa con là mình đã phải làm hết việc trong nhà rồi. Ổng không có chủ động, ổng làm mà mình kêu ổng gì thì ổng mới làm. Thí dụ mà mình có làm cái gì mà mình quên lại khoảng chừng 10%, 20% á, cái ổng ngồi, cái ổng đi, ổng đi đằng sau mình, cái ổng dọn mà ổng cọc lắm. Cái mình ghét cái mốt mình làm cái gì cái mình cũng hay để lại á, cho dọn chơi. Cố tình đó phải không? Dạ. Ông mà làm bèm á thì để nhiều hơn. Thế là ông này ông bị cọc mệt. Cọc mệt? Làm mệt mới cọc? Ý là đi làm á, nói chung là ai đi làm không mệt, mà về gặp vợ con á thì mình vui một chút đi. Mình cọc thì không, mình đi chỗ khác đi, mà mặt cọc ghét lắm. Cọc mà mình không dám nói chuyện luôn á. Có một cái là lười tập thể dục. Vợ kêu đi tập thể dục mà từ mùa quýt năm trước tới mùa mận năm nay chưa đi tập luôn. Không có chịu đi tập thể dục với vợ. Do cái tính chất công việc của ổng là ổng phải làm đêm, mình chỉ muốn là ổng thay đổi cái là sinh hoạt một chút. Ví dụ như ổng làm đêm, ổng làm tới sáng, thì vì ổng làm tới khoảng chừng 1 giờ thôi. Rồi ban ngày ổng thức, ổng làm việc bù lại một chút. Rồi hả, cái thời gian ổng có thể ổng đi tập thể dục với vợ. Rồi tới buổi chiều á là dậy á, em đón con rồi là ổng mới bắt đầu ổng dậy. Rồi ổng làm đêm. Thì giống như là mình cảm giác mình ở nhà xong rồi mình bị cô đơn á. Mình cảm giác mình bị cô đơn trong cái nhà đó. Cô đơn không phải trên sofa mà là mình cô đơn trong phòng khách, trong phòng ngủ, trong phòng bếp, nói chung là trong ngôi nhà của mình. Không, nhưng mà mình vẫn thông cảm cho cái công việc của ổng, nhưng mà mình chỉ muốn là cho cái sức khỏe của ổng nó khỏe hơn. Đúng thôi rồi. Mình cải thiện cái giấc đêm một chút. Ăn uống từ giờ rồi khỏe không? Ăn uống dễ dãi không? Đúng rồi, chị nhắc em mới nhớ. Khó ăn lắm. Khó ăn khó hầu lắm. Trời đất ơi. Kiểu như là trong một cái con heo đúng không? Thì không phải cái bộ phận nào cũng ăn. Nhưng mà cũng cái bộ phận đó, món này ăn món kia không ăn. Làm sao em nhớ được? Ví dụ chặt con heo ra là phải lựa chọn. Khó ăn lắm, bởi vậy mà mỗi lần buổi chiều mà muốn nấu gì á là sẽ phải hỏi
Nếu mà ổng ăn thì mình mới nấu, còn không thì thôi. Giờ vợ mong mỏi chồng thay đổi điều gì nhất trong một lưng cái tật xấu đó? Đối với gia đình em thì cảm giác là ổng đã là một người trụ cột rất là ok rồi. Nhưng mà mình chỉ mong một xíu là ổng bớt làm bàm em lại một chút. Mình cũng phải quán xuyến nhiều việc rồi chứ không phải là mình ở không. Nhưng mà có những cái mà mình quên á thì thôi nhắc nhẹ vợ cái, hoặc là đi sau làm mà làm vui vẻ đồ đi. Chứ đừng có vừa làm vừa làm bè mà vừa làm vừa cọc á. Những lúc mình buồn chứ, tại vì mình quên một ngày tự nhiên mình lưỡi thủi mình làm gì kệ mình à, cho nên là bớt cái đó lại chút. Với lại chịu khó đi tập thể dục cho nó nâng cao sức khỏe lại. Rồi giờ thấy hơn đấy, cái này chắc ít tật xấu lắm đúng không? Cũng nhiều lắm. Dạ, để em suy nghĩ em liệt kê. Thi thoảng hay quạo với chồng. Đó kiểu không có vừa nhiều. Dạ đúng rồi, dữ lắm. Nhà em thì vợ em nói là vợ em cô đơn trong nhà, đâu phải đâu, nhà em là như cái trường mẫu giáo vậy đó. Đó em là quản giáo ở trong cái trường đó. Em bảo mẫu luôn. Là con á thì thi thoảng là cũng quậy xong cũng hay khóc, và mẹ thì chọc con ra mép rồi thi thoảng là hai mẹ con đứng nhảy. Đó, tức là mẹ là bạn của con. Dạ đúng rồi. Và đồng thời như vậy có nghĩa là bố phải nuôi hai đứa con gái. Dạ đúng rồi, nuôi hai đứa con gái chiều là... Rồi tiếp tục. Cái hồi mà chưa có em bé là hai vợ chồng hồi đó là hai vợ chồng thi thoảng còn chơi game chung, cũng lớn tuổi mà vẫn còn hai đứa vẫn còn chơi game. Cái đó là vậy. Lúc mà mới cưới về á, ông này ổng ngồi ổng chơi game mình ổng. Cái mình nói ông này tự nhiên cưới mình về thì ông ngồi ổng chơi game mình, tức quá cái kêu ổng tải về cho mình chơi chung. Cái bạn game 4 năm nay luôn. Là dính tới giờ hai luôn. Vợ chồng bạn game 4 năm. Trời ơi, mai mốt là có thêm con nhỏ ngồi giữa nữa đó. Trong những cái tật xấu mà Hưng vừa kể đó thì Hưng mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thì cứ gọn gàng 100% thôi. Hồi đó là bà cứ được 90% mà. Kiểu gì rơi rớt một số thứ đầu, ví dụ đi dọn cái này là sẽ còn một cái chai. Đó, rửa chén xong là chai rửa chén nó sẽ nằm ở ngoài cái vị trí để chai rửa chén. Đó, kiểu vậy. Là em muốn là vợ em hồi đó là trước khi cưới em nói là vợ không cần phải dọn dẹp gì hết á, vợ dùng cái đồ gì vợ để là y cái chỗ cũ là được rồi. Lấy đâu bỏ đó. Dạ, lấy đâu bỏ đó. Đó. Dạ. Là các cụ miền Bắc á, là không phải là một mình gia đình Hưng hoặc là Hưng đâu nha. Ở ngoài Bắc á em, tất cả các bà mẹ hoặc là các bà chị hoặc bà bác bà dì lúc nào cũng có một câu ở miệng là lấy đâu bỏ đó. Lấy chỗ nào là bỏ ngay. Lấy chỗ nào bỏ chỗ đó. Mà chị là chị nghe mẹ chị cái câu đó từ lúc chị nhỏ cho đến khi chị lớn, là lúc nào vậy thành nó thành một cái nếp rồi. Cái đó mình cũng nên sửa, với lại mình nên tạo thành cái thói quen đó cho con bé nhí của mình. Rồi thích thôi, hai vợ chồng rất là nhiều những cái điều mà chia sẻ, anh thấy nó có rất là vui, rất là thú vị. Dĩ nhiên là chúng ta mỗi một ngày cũng phải tự hoàn thiện mình, tự thay đổi mình để cho cuộc sống nó ngày càng nó tốt hơn. Rồi đấy, chào em. Xin chào anh chị. Xin chào em. Where are you from? Em à? Em là nội Pháp. Anh có thể nói được tiếng Việt không? Dạ, em biết nói tiếng Việt một chút. Rồi, mời anh giới thiệu về mình. Em tên là Michael. Em là người Pháp. Em có 31 tuổi. Và em... bà xã của em. Và em là chủ quán. Chủ quán? Chủ quán cà phê, Ibu cà phê. Đà Nẵng. Em làm về cả Đà Nẵng. Michael. Dạ. Biết chương trình Vợ Chồng Son này lâu chưa? Ba tháng. Ba tháng? Dạ. Một nay bà sẵn xem. Em xem nè. Cười. Em cười. Dạ được. Dạ. Em cười em thích hả? Thích. Em có hiểu không? Không. Chưa mất chút. Rồi, còn em giới thiệu dạ, mình. Dạ chào anh chị. Dạ em tên là Bích Châu. Dạ năm nay em là 26 tuổi. Em đến từ Long Khánh Đồng Nai. Long Khánh Đồng Nai. Ủa như vậy là bây giờ hiện giờ tụi em đang sống ở đâu? Dạ tụi em lúc trước trước thì tụi em làm chung nhà hàng Pháp ở Sài Gòn. Sau khi kết hôn tụi em ra Đà Nẵng tụi em lập nghiệp. Dạ. Như vậy là tụi em từ Đà Nẵng bay vô đây. Dạ đúng rồi ạ. Michael, chương trình rất là cảm ơn vợ chồng của Michael đã đến đây tham gia vào chương trình này. Rất là cảm ơn Michael và vợ của Michael. Dạ. Hai người gặp nhau bao lâu rồi? Hai năm sáu tháng. Lúc đó là cô ấy đang làm gì? Em làm việc ở nhà hàng Pháp quản lý. Và bác xa là em là thu ngân với lại pha chế. Ai là người để ý ai trước? Là cô này để ý em trước. Dạ. Dạ không, tại vì em làm việc đó trước ảnh một năm. Thì sau đó thì ảnh có vô làm thì em không có thích, thấy ảnh là râu ria rồi
cái mặt nó chằm chằm trụ ụ như một con cú gì đó, mặt như con cú mèo, tính là sau này em cũng gọi tên là cú mèo luôn. Lúc mà ông sếp em ông nghỉ đó, rồi mới bàn giao em với ảnh làm việc trực tiếp luôn. Thì sau thời gian 6 tháng đó thì hai đứa làm việc nói chung là cũng đối mặt với nhau, thì em thấy ảnh tội nghiệp. Thì em cũng chọc chê thôi, bây giờ tao thích mày đó, giờ sao? Cái ông hỏi có nghiêm chỉnh không, cái ảnh ấy thích em. Em cũng tưởng em giả bộ cười cười vậy thôi. Cái bữa sau cái ngày mà Valentine 14 tháng 2 2014 á, là ảnh mua hoa, mua sô cô la tặng em. Thì lúc đó em thấy tội nghiệp mà mới quen thử coi sao. Quen thử ai về dính luôn. À, dính luôn. Michael thích vợ ở cái điểm nào nhất? Cười và... vui vẻ hả? Còn vui vẻ bà sợ là siêu đẹp gái quá. Hả? Bà xã là siêu đẹp gái quá. Mừng nhục em đó. Kể từ lúc mà em nhận được cái hoa của Michael, dạ, ngày 14 tháng 2, dạ, thì cho đến lúc yêu nhau là bao lâu? Mới quen là 6 tháng rồi. Thì ba mẹ ảnh có mời em qua bên đó, dẫn em về ra mắt. Tại vì họ nói họ thích em. Xong rồi em nói em không có tiền để đi, không có giấy tờ, tức là em làm lương không có cao, với nhà không có điều kiện. Thì bên đó là tài trợ hết cho em luôn. Thì ảnh về ảnh dám nói tiếng Việt với ba em xin là cho bé Châu đi với con qua Pháp. Vậy hả? Repeat one more time. Dạ, papa ơi à. Dạ, xin lỗi à. Con muốn lại bà xã đi ở Pháp 3 tuần maximum và về Việt Nam. Papa được không? Lúc đó ba em có chịu không? Dạ, chịu. Ờ, được, được. Đắc cơ. Ảnh đem dạy em được vài câu như là chào hỏi hay gì đó, nói tên. Rồi xong rồi qua đó là em với ảnh sẽ nói tiếng Anh, ảnh thì dịch lại ba mẹ nó tiếng Pháp. Rồi cái khó khăn như thế nào? Dạ, anh để em tự bơi với lại bà cả con. Dạy em là bánh nói quá trời, em không hiểu gì hết. Vậy hả? Cái mẹ ra hỏi Michael khen, nói em giỏi, em hiểu hết. Kể tiếp đi nghe, còn chuyện gì nữa? Dạ, thì qua bên đó thì ở Việt Nam mình á, thì trước khi đi ba mẹ em dặn là qua bệnh phải rửa chén rồi dọn dẹp cho để người ta nói mình lười biếng. Thì qua bên đó em cũng sắn tay vô làm, em rửa khí thế luôn. Mà bên đó người ta rất là nước, người ta rất là quan trọng, rất là mắc. Rửa thì bên la em nói là tại sao không bỏ vô máy, với lại nói em là qua đây chỉ vacation là nghỉ ngơi thôi chứ không có làm. Michael, lúc mà em xin hỏi cưới Châu á thì em qua em nói sao? Gì nữa? Y chang vậy đó, sợ giống như. Dạ, xin lỗi papa ơi ạ. Nói. Con thích bé Châu nhu quá. Con yêu bé Châu nhu quá. Con muốn đám cưới với bé Châu. Papa được không? Lúc đó em sao? Dạ không, lúc đầu á thì nói là đám hỏi thôi. Tại vì nhà em nói là cho em xấu quá, nói là sợ ông này thay đổi. Cái ba em nạt lên cái, không có hỏi gì hết. Cái em với ổng sợ quá trời luôn. Hai đứa nhìn nhau không biết gì hết. Cưới luôn chứ hỏi cái gì? Tại sao là cưới luôn đó? Dạ xong thì hai gia đình có nói chuyện qua Skype là em sẽ nói tiếng Anh với ảnh và ba mẹ em nói gì, rồi ảnh dịch lại tiếng Pháp. Rồi đồng ý chọn ngày giờ hết rồi, xong thì Mỹ tổ chức hôn lễ cho tụi em. Lúc mà Michael nói là yêu vợ thì Michael nói bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Việt? À, kia muốn nói nói yêu bà sa anh yêu em. Là tiếng Việt. Bà sa la somot. Là nói bằng tiếng Việt. Yes. Có ông làm tự sáng tác một bài hát rồi tiếng Việt cho em nữa. Có xíu à. Vô hát đi. Bà sa ơi, bà sa ơi, em đẹp quá, em đẹp quá. Em đẹp quá. Nhưng mà lúc mà hai vợ chồng em mà lấy nhau xong rồi thì nó có giống như lúc yêu không? Nó có nảy sinh những cái mâu thuẫn hay là những cái mà cách suy nghĩ thì sao? Ảnh là người Pháp nên ảnh không có biết cái lệ của người Việt Nam mình nhiều. Thì giống như là nhiều Tết nhất đám giỗ hay gì đó thì đám giỗ, nói sao đám giỗ nhà mày nhiều đám giỗ quá vậy? Ví dụ mua quà cáp này nọ ông cũng hỏi. Còn riêng Michael thì sao? Khi mà đám cưới với một cô dâu người Việt, một người vợ Việt Nam và bạn là người Pháp, vậy thì khi mà về ở chung nhà với nhau thì có thấy có những cái sự trở ngại gì không? Em cô một bà sáu, một vợ là số một, là tốt, đẹp. Không phiền. Không có vấn đề gì. Chắc chưa? Chắc rồi. Chắc rồi. Không gì đơn giản vậy nè. Hai người cưới nhau về, vợ em có ghen không? Nhiều quá. Quá ghen nhiều quá. Dạ. Thí dụ. Suppose khi em làm việc và khách là con gái. Chưa rồi. Dạ xin lỗi. Em không có ghen, em chọc thôi, giống như là tại nhà em nói là xấu quá nên phải cẩn thận với Michael, coi chừng là có người khác cua. Tại xung quanh tụi em làm bên dịch vụ ăn uống thì con gái rất nhiều, ảnh ra nói chuyện này nọ thì em cũng chọc vậy thôi. Dạ. Michael có ghen vợ không? Dạ một chút. Một chút. Một chút.
Có à, kể chuyện nghe, có lần nào mà ghen mà em thấy không? Có, lúc em làm ở, em còn đi làm ở chỗ khác ảnh á, là cái quán đó, quán BBQ thì có cái anh Tây đó, ảnh là quản lý, ảnh cũng thích em, nó thích thích chơi vậy thôi. Cái mỗi lần Michael tính đón em là cứ bịt khẩu trang, cầm cái hút mà gầm gừ giống như nhìn muốn đánh lộn vậy đó. Anh nói với em, anh Tây ở trong đó nói chồng, mày nói chồng mày mở khẩu trang đi, tao sợ quá, tao đâu có làm gì mày đâu. Cái em hỏi ổng sao, ổng nói là hình như thằng nó thích em sao, ổng sợ, ổng phải làm vậy cho nó giữ lên. Anh thấy Michael là người vui tính, vậy thì em và vợ em có hay cãi lộn nhau? Nhiều lắm. Nhiều lắm không? Một nay, ba lần. Ba lần. Có không chồng? Dạ cũng có, nhưng mà nhỏ nhỏ cái mình nhạy cảm mình không có nói ra được. Dạ. À. Yeah. Michael có lớn tiếng với chồng không? Nụt. Thì hình như là em không, chứ anh không có. Một chút. Có quýnh vợ bao giờ không? Em à, không phải. Con Châu. Bá Châu là quýnh đau. Quýnh đau không? Quýnh đau không? Đó. Nhưng mà nhìn là thấy con chuột là hơn hả? Michael, anh muốn hỏi em là cái tật xấu của vợ em là gì? Gì? Ghen. 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 Dạ. That's it. Hết rồi. Đó, hết rồi. Trời ơi, có nhiêu thôi hả? Chắc 10 tháng chưa có lòi ra hay sao? Đó, sao là số 1. Ừ. Sao là số 1. Có tật xấu gì không? Dạ có nhiều lắm. Ví dụ? Khó tính như là ông già vậy đó chị. Ví dụ như em dạy trẻ chung thì thích nghe nhạc Quang Lê. Nghe không biết hiểu không mà cứ phải nghe lắm. Ồ vậy hả? Dạ nghe nhạc Quang Lê. Rồi mấy nhạc hồi xưa gì đó, Ngọc Lan, rồi thích nghe nhạc gì đó. Rồi xong rồi ngủ thì không cho em mở máy lạnh, không cho em mở quạt. Trời ơi. Lạnh, kêu lạnh mà em nói là ở bên Pháp mà về đây mà kêu lạnh. Xương không mà sao không lạnh được. Xong rồi cái gió mà quạt em nói vậy phải chỉnh quạt của em, ông nói đừng chỉnh của ổng. Em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Dạ có, một cái duy nhất không hút thuốc á. Ồ, mấy còn hút thuốc nhiều lắm hả? Cũng phải nhiều. Một ngày mấy gói? Một gói maximum. Bây giờ Châu muốn Michael thay đổi. Em yêu rồi, chưa có thể. Chưa có thể. Why? Khi nào? À, khi nào chưa biết. Không, chưa stop biết. Thì có thể là từ từ. Nhưng mà bớt á, giảm á, less giảm cigarette. Á, giảm. Ok. Thế em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? More gì? Quiet. Nói ít một chút á. Relax. Thế là bình tĩnh, để nóng tính á. Thì bây giờ em bỏ thuốc lá đi, bên này bình tĩnh. You stop cigarette thì I will calm down. Chắc chưa? Ok, good. Ok. Ok, chúc hai người hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh chị. Forever. Yeah. Bye bye. Con tên là Nguyễn Thành Long. Năm nay con 30 tuổi. Ừ. Hiện con đang làm photographer. Dạ. Chụp hình hả? Rồi con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. À, có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con? Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Con giới thiệu gì nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi. Và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ồ, ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Kim luôn make up đi. Để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ, bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà, mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã, Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên con gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy. Thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Bị chửi ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý.
cay chứ, cay chứ, mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Lướt qua. Đó. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? À. Rồi, con vậy ừ, con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? À, con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Ừ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con mới nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là nó gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi người ta. Bạn này là sẽ nhớ nhưng mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Ừ. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Ừ. À. Đó. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Ừ. Và cái giây phút mà cái anh này anh cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, con cũng chả nhớ về ông này không đúng không? Có ấn tượng gì ạ. Về ấn tượng. Thực ra con cũng bị cận ạ. À. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của các bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng thì thấy tư không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào, có đúng với gu của con không, đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Rồi con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ. Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là nghĩ kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa nhưng mà con làm bài làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái có ông ạ. Có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh á, nhờ ảnh chụp free vậy có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà chưa biết con được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bãi để tóc dài. Tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là
mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp, thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào, con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa, đâu xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắc là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó, thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thế thì hôm đấy là quá mệt, bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá, thế là đến cũng chả kịp mà make up, cũng chả gì đánh mỗi cái son. Đến ấy ạ, kiểu thôi, chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu. Bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ. Cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thế là cũng bình thường ạ. Không, tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con á. Thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng. Cái hình chụp ảnh đẹp chụp, ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là đấy buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm mà không ăn uống, thương quá cho nên lo đi rồi ăn. Rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. À. Vậy thì là Long sao tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Anh ấy nhạt bê là cái gì? Có hai cái hình yeah, hai cái hình biếm họa đó. Rồi coi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Chú có xem. Em có bận không hả? Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chẳng có gì hài hước gì cả. Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh chắc cái... anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Các bạn là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Thế tụi con yêu nhau mấy năm, tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong cái thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận. Rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy
cuộc sống của con kiểu kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Hay là con cũng tự, các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không, hai đứa không phù hợp với nhau, nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì con bạn là... bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không đã muốn bị nói dối ạ. Anh giấu đó. Thật. Anh giấu. Không nói hết. Đúng và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe dạ. Và những câu chuyện của con vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng rồi. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không người, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin bao lỗi lâu, được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế nào? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Vâng, không nhịn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buột miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nghĩ, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ, để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng để tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn. Đúng anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất xinh đẹp dai, xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15 tháng? Vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Đúng rồi. Dạ. À. Ôi, rồi. Thế ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm, mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp dạ, xong tốt hết nghiệp. Rồi đúng không? Dạ vâng, lúc đấy con đi làm rồi. Con nghĩ là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thì thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng, thì không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng, mình đi con làm việc ở Hà Nội ạ. Tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhiều nhất khởi là... nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được, lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Rồi Long thì sao? Thật sự là
đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc vợ con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó, nó là những cái biểu hiện gì? Và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Mà thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì mấy cả kiểu như là con cũng cáu gắt và nói chung vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám, thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ạ. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có là có. Có bắt đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra bắt đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn ạ. Bởi vì xuất phát nhiều là con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vì con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn. Kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người. Bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý, nên là con lại tự giấu và mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bạn sợ đúng không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra, bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời. Và con phải nói. Không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được. Mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con. Tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á, cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được, nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ. Nhưng mà đầu tiên là cải thiện giấc ngủ bằng mọi cách, là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hả, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là
anh ấy là có điểm đam mê về game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tình lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy là phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế ạ. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn còn, vẫn còn. Và còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm. Vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không, không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không. Con không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ạ. Là, vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhiều làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng cái này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp? Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng đỡ. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc. Chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Có. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style đó, em thích cái mẫu này nó phải dày không, em phải thích cái mẫu khác đó, vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi vui vẻ rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung mà làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây, kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế là một nè. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy cái anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ cũng thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Rồi anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm, vẫn họ quan tâm đến con và con trai của con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ.
mua gì đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên là con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Không biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng chưa hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, đúng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì cái tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng rồi. Chứ không phải là bạn nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng rồi. Đó cho nên rằng nó là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi. Rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. Con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. Rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy. Để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được. Và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á. Nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á. Được lắm á nha, mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không, con cứ để hoài. Con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì. Không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ để con nghe. Con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính đến những chuyện kia. Còn bên cạnh là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một cái lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Nói. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe. Nhìn vào mắt vợ. Ôi, vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cơ. Mà xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi, thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại.